Vâng, xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em xin phép được quay những cái giò lan mà đang treo ở dàn nhà em, một số cái tác phẩm cáo Lai Châu. Thật với các bác, trong cái tuần vừa rồi thì em đi đánh bóng hội thao ngành chuẩn bị 2011 nên là gò hét, uống nhiều nước đá, nhiều nắng nóng nên là giọng bị mất. Đây là một cái giò cáo này. Đầu tiên em lên các bác cái giò cáo. Cây này của nó thì lá nó chỉ được tầm độ đấy 6 sen thôi, cái lá này hơn 6 sen. 6 sen này, nhưng mà đặc biệt là cái giò cáo này nó chỉ, các bác nhìn cái lá này không ạ? Các bác nhìn thấy không? Đấy, nó có các kẻ nha. Kẻ viền này. Đấy, nó bắt đầu lên kẻ rồi, vừa kẻ vừa nhăn. Cây này nó đẹp lắm, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 cặp lá rưỡi. Giò này nó có 2 cây. Cây này hoa vip rồi, lá đỏ này. Đấy, giò này thì thực ra mà nói nó chỉ 2 cây này thôi, nó gần chục cây đấy, nhưng mà nó chỉ có 2 cây là đặc biệt. Đây các bác nhìn. Đấy, các bác nhìn kìa. Đấy, bắt đầu các lá lên kẻ hết rồi. Càng ăn nắng nó càng kẻ. Các bác nhìn nắng, nắng nghe mà. Đấy, giò này thì nó đẳng cấp rồi. Thật với các bác nhìn này. Đấy, chất chưa. Hai cây này, cây bên này cũng to, nó ấm chậu rồi. Cây này đẻ ra cây con cũng đang nhăn, đang kẻ. Đó, nhìn thấy kẻ rõ không ạ? Wow, đặc biệt. Bò này quá đỉnh nhỉ. Nhìn chất này. Này thì đặt vào chậu cũng được, mà để như này cái trụ dớn này có 5-10 năm nữa cũng ok. Trên này phân bón đầy đủ rồi. Đấy là những giò cáo. Cáo, cáo trồng dớn này nó đẹp lắm các bác ạ. Còn đây là một dề cáo nhé, một tác phẩm cáo Lai Châu này, các bác nhìn này. Nó chất không? Cây này lá của nó chỉ được cái cây này hơn 5 sen, 5 sen rưỡi. Cây này cũng hơn 5 sen. Nói chung là cây nào cũng hơn 5 sen cả. Đấy, dề này là dề, một dề một cây to này, 2, 3, 4. Cây dưới này là 5 cây to. Cây này là cây con thôi, đây cây con, cây to này. Đây nó đẻ ra một cây này. Đây nó đẻ ra một cây này. Lá bắt đầu lên đỏ này các bác này. Cái dòng cáo Lai Châu này. Đấy các bác nhìn. Chết không? Đấy, giò cáo này. Nhìn chưa đâu. Tiếp theo em cho bác xem một vài cái loại lan đây. Bác nhìn những cái giò kiểu vuông lộc bác này. Bộ rễ nó rất khỏe luôn. Cái này nó ưa nắng này, các bác cứ treo lên dàn cao nhé. Này, cái này chờ hoa Tết. Đấy, toàn 2-30, hơn 30 thân hết. Kiểu vuông lộc bắc. Đây những cái giò trâu này. Này, đỏ chót luôn, nụ này. Cây này hai nụ đỏ chót. Đỏ đô rồi. Đỏ đô rồi các bác ạ. Đây, các bác nhìn. Đỏ đô rồi. Này, nhưng mà em treo ở nắng nhiều nên là nó lá này bị táp, không thể tránh được. Đây là một tác phẩm kiều tím Yên Bái nhé, hàng rừng nhé, 3.000. Kiều tím Yên Bái đẹp. B
bên này em lại sang bên này em cho các bác ngắm mấy cái giò lan nữa. Đây là một dề cáo này, dề cáo, một dề, một cây mẹ, một, bốn cây con. Cây này thì, cây mẹ thì lá bắt đầu đạt to rồi, tầm gần 5 sen rồi. Quay xa cho các bác xem làn. Quên không cầm cái thước đi. Nó cáo đây là giò quế đây. Gầy một tác phẩm cáo nữa, một dề cáo nữa. 3.000. Đẳng cấp không? Tất cả em treo trên dàn cao hết. Các bác nhìn này. Ui dồi ôi, sao cái lá chân này của cây này nó bị làm sao rồi. Đấy, sơ sẩy mấy ngày đi cái là rồi lại trên 5 sen hết. Đây, giò này cũng đỉnh cao, lá này chắc có vẻ ba cái cây cáo này, nó cây này nó lá nó gần 6 sen. Giò ba cây. Rất đẹp. Miên man luôn. Làn. Còn dàn dưới này, ở trên này toàn bộ đơn thân. Và một số dòng lan khác. Em dàn nó che một lớp lưới nhá. Một lớp lưới Israel. Đây này. Các bác này. Cây cáo nhiều khi mình chủ quan một cái đến mùa nắng hay là táp hay táp lá lắm. Cái dòng đơn thân thì không riêng gì cáo đâu. Nhưng mà không sao cả. Nuôi thì quá trình nuôi thì không thể tránh được. Và dạ vâng, xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bác cùng toàn thể gia đình có một sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và sưu tầm cho mình những giò lan đẹp. Và các bác ưng sản phẩm nào thì ủng hộ em nhé. Và ngày hôm nay em lại có cái này, đó là cái sản phẩm Tam Thất Lai Châu. Xin hồ Lai Châu hôm nay củ to già lắm các bác ạ. Đây này các bác nhìn những cái mắt nó, củ này cũng phải tầm độ 7 đến 8 năm, có củ lên đến chục năm rồi như những củ này. Hôm nay em có cái đơn này rất là đẹp. Chỗ này có một chỗ này là bao nhiêu củ đây? Sáng nay em mua là đi là 2 4 6 8 10 10 củ, 10 củ chỗ này. Cái Tam Thất đây là một tam thất to, như này em mua được giá rất hợp lý, em vẫn bán theo cái giá cũ là cái này là 900.000 một cân. Các bác có thể mua từ nửa cân các bác nhé, 900.000 một cân. Củ cực to luôn, cực già luôn các bác, củ nào như củ đấy luôn. Em quay cả xa cho các bác xem nhé, rồi quay gần này, bảo củ to đây, quay xa đây. Có những bác đây rồi, củ này các bác nhìn này, thơm lắm các bác ạ. Cái này các bác về các bác trai nếu có cần ngâm rượu, các bác cứ mua một cân, các bác ngâm 5 lạng vào cái bình rượu 5 lít, hoặc 5 lạng các bác thái ra các bác ngâm mật ong dùng cho những người huyết áp cao, cực kỳ tốt, thiếu máu. Những người mà cái này nó bổ máu, điều hòa, bổ máu. Bác nào huyết áp cao dùng cái này quá tốt luôn, ngâm mật ong. Các bác dùng buổi sáng sớm, các bác thái lát mỏng ra, xong bắt đầu các bác ngâm mật ong, cứ một thìa mật ong ngâm 1-2 lát mỏng này. Các bác nhìn này, cái này rất là già luôn các bác ạ. 900.000 một cân nhé các bác nhé. Giá là em đã bao cước các bác rồi, các bác cứ yên tâm rồi. Các bác chỉ việc trả 900.000 thôi. Về các bác kiểm tra đúng như kiểu đây. Úi giời, củ này phải mười mấy năm. Các bác nhìn này, củ này rất là đẹp luôn các bác. Vâng, rất mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Vâng. Dạ vâng, xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay em lại ngày nghỉ lại lên những cái giò lan đẹp bán cho các bác sưu tầm. Hôm nay giọng nó bị khàn các bác, vì chuẩn bị 20 tháng 11 đi đánh bóng
giải của ngành các trường nên là giao lưu bóng chuyền, nên là uống nhiều nước đá, hò hét nhiều nên là mất giọng, nên là các bác có gì các bác thông cảm nhá. Lâu lâu rồi do công việc nên là hôm nay em lại bán lan, rất mong được sự ủng hộ của các bác. Đầu like thì em lên cho các bác một số cái giò lan. Hôm nay em có một số giò kiểu vàng rất đẹp. Các bác nhìn những giò kiểu vàng chất lượng không? Giò kiểu vàng số 02 400.000. 400.000 cho cái giò kiểu vàng. Chất lượng, khẳng định với các bác như thế. Trồng ngay ngắn, đẹp, toàn thân hoa. Giò 02 400.000. Nhìn có mấy giò năm. Em có 5 giò kiểu vàng. 5 giò kiểu vàng. Đẹp lắm các bác, kiểu vàng. Giò này các bác nhìn thân thủ nó này. Chất chưa? Giò số 05. Cái giò này thì bán nhỉnh hơn một tí nhưng mà nó cùng loạt nhau thì em bán bằng giá nhá. 400.000. 400.000, 05, 400.000. À. Giò số 06. À, giò số 03. Giò số 03 cũng 400.000. 400.000 các bác nhé. 03 400.000. Các bác ưng giò nào 04 cũng 400.000. Kiểu vàng đẹp quá. Giò số 04 cũng 400.000. Đấy. Cũng 400.000. Giò số 01 mầm vẫn đang lên. 01 cũng 400.000. Đồng giá các bác ạ. Nó đẹp, nó cùng loạt như nhau à. Nó đẹp, một có giò nó nhỉnh, nhỉnh hơn một chút thôi. Có giò có gì, có giò nó nhỉnh hơn một chút và có giò nó cũng kém hơn một chút thôi. Nhưng các bác ưng giò nào thì lấy. Vâng. Tiếp theo em lên cho các bác những cái giò kim điệp xuân mắt đỏ nhá. Kim điệp xuân mắt đỏ này. Kim điệp xuân mắt đỏ các bác nhìn thân thủ nó này. 2, 4, 6, 7 cái thân như thế này. Đẹp to. Hoa đẹp hoa Tết nhá. Giò số 07 380.000. 380.000. 380.000. 07 380.000. Kim điệp xuân mắt đỏ. Giò số. Úi giời, có 3.000. Chất lượng không? Thực sự các bác nhận về các bác ưng ý luôn. Xứng đáng với đồng tiền nhá. Số 06 cũng 380.000. Kim điệp xuân mắt đỏ. Tiếp theo, một dề Sơn Thủy Tiên luôn. Một dề Sơn Thủy Tiên. Một giò và một dề. Củ này. Chết không? 300.000. Giò số 09 Sơn Thủy Tiên. 300.000. 300.000. Cái này về các bác nhấc sang cái chậu khác thì quá đẹp luôn. Sang năm nó phát triển cái dây này. Toàn thân tơ. Sang năm mỗi một cái củ này nó ra một cái mầm gốc rồi là các bác có một cái giò to. Đấy. 300.000. Sơn Thủy Tiên số 09. Một giò Sơn Thủy Tiên, cái này không phải là dề nhưng mà vàng ươm luôn. Thân vàng ươm ghép trên cái đĩa dớn này, cứ về các bác đặt vào chậu cho nó nổi lên nhá. Các bác đặt cái này trên nổi lên này, sang năm nó phát triển thành giò to này. 250.000, số 08, 250.000. Sơn Thủy Tiên số 08, 250.000. Em lấy cho các bác một giò Kiều Vuông Lộc Bắc 200.000, số 10. Rất nhiều thân như thế này. Kiều Vuông Lộc Bắc 200.000, số 10. Kiều Vuông Lộc Bắc nhé. Cái này thoải mái các bác Tết làm hoa. Trước Tết tầm độ 2 tháng các bác làm hoa cho em.
chuyển Tết luôn, tháng 15 ngày, tầm 2 tháng các bác làm hoa cho em. Trong miền Nam tháng 15 ngày, ngoài Bắc mình có mùa đông nên là nó cũng tầm 2 tháng, trước Tết 2 tháng, tháng sau là các bác làm hoa của 200.000 số 10. Một giò kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà đây các bác nhìn này. Đẹp chưa, đang cái mầm gốc đang lên. Đấy, này, đang sưng, cái thân này đang sưng to rồi. Sưng mắt to. 200.000 số 11 kiều mỡ gà. 200.000 số 11. Một quả lan mới. Giò số 12 nữ hoàng bóng đêm. Cái này hoa nở về đêm nhá, khi đêm bắt đầu xuống nó thơm. Người ta gọi nữ hoàng bóng đêm đấy. 300.000 số 12. Số 11 chứ. Tiếp theo một giò nữa, một giò nữ hoàng bóng đêm nữa, hoa cực đẹp luôn. Có giá là 300.000 số 12, vừa cái số 11 bây giờ số 12. 300.000 số 11 và số 12 nữ hoàng bóng đêm. Một loại lan rất mới và rất thơm. Như kiểu hoa quỳnh. Tiếp theo em lên cho các bác một giò nhạn 4N, à nhạn tháng 4 quên mất. Nhạn tháng 4 4 cây. 2 4 5 cây nha các bác nhá. 380.000. 5 cây nhạn tháng 4 đẹp như này. 380.000 số 13. Số 13 các bác nhá. Số 13. 380.000. Em lên cho các bác một cái giò người đẹp Bangkok. Hai cây như này, cái này hay lắm các bác ạ. Các bác nhìn thấy cuống hoa vừa nở chưa? Vừa nở tàn lắm nhé, đây nhé. Nhưng mà cái cây này này, cái cây này hôm nay em kiểm tra em lại thấy nó lên một cái ngồng hoa nữa ở trong kẽ lá này. Đây, ở trong kẽ lá này nó lại lên một cái ngồng hoa nữa. Tức là cây này nó có thể là dòng nhạn Thái, cái dòng này của Thái Lan nên là có thể nó ra hoa hai đợt trong năm à. Em không dành cái này lắm đâu, em chỉ dành về lan rừng thôi. Còn những cái này em không dành lắm, những cây xếp đẹp lắm. 550.000 số 16. Người đẹp Bangkok. 550.000 số 16. Tiếp theo một giò trâu trắng đang có nụ nhé. Các bác nhìn nụ chưa? Trắng tinh rồi. Đấy, nụ trắng tinh đây rồi. Mới có một nụ thôi. Xem còn cái nụ nữa không. Một nụ thôi các bác ạ. 550.000 số 15. Châu trắng số 15. 550.000 số 15. 550.000. Tiếp theo em lên cho các bác những cái giò nhạn tháng 8 nhá. Chuẩn hàng nhạn tháng 8 cho các bác. Hạn dừng tháng 8 đoàn hoàng, nếu sai em chịu trách nhiệm. Các bác cứ giữ lại cây trăm và em chuyển tiền lại cho các bác nhá. Nhạn tháng 8 số 17. 460.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá. Những cái dòng nhạn rừng các bác, những cái lá gốc này này, nếu cây nguyên bản thì nó sẽ lá gốc, nhưng mà quá trình vận chuyển hoặc là thay đổi khí hậu nó vẫn dụng lá gốc. Cây bóc này thì càng mất lá gốc, các bác cứ yên tâm như thế. Những cái dòng nhạn rừng này trồng đẹp phêu rêu như thế này rồi. Đấy, 460.000 số 17. Rêu dép trên lũa chậu như này các bác về chỉ việc. Đây là một cái phân tan chậm em đặt đây rồi. Về các bác cho thân phân nào thì cho nhá. 460.000 số 17. Tiếp theo. Cây này thì to hơn nhưng mà cái lá từ rừng về nó bị lỗi một tí. Đây. 400.000 số 18. Cây nhạn tháng 8 này, 400.000, nói chung là như này là quá ok các bác ạ. 400.000 số 18. Cây nhạn tháng 8. Vâng. Còn gì nữa nhỉ? Ôi. Những cái giò son môi cực đẹp luôn. Son môi bao đẹp cho các bác. 250.000 một giò son môi.
hoa đỏ chót, tùm như này, 250.000 một giỏ son môi nhé. Các bác cứ mua son môi em sẽ chọn cho các bác giỏ đẹp nhất. Em còn một món son môi này nữa, 250.000 một giỏ son môi, rất là đẹp luôn. Tùm khổ. Đó. Đấy, các bác nhìn này, những giỏ son môi ăn nắng này. Các bác nhìn đẹp chưa? 250.000 một giỏ son môi, rất là đẹp luôn. Thấy cái móc à? Vâng, video ngày cuối tuần của em nay đến đây là hết. Rất mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào và tạm biệt các bác.